mấy anh em Ngôn đang đi trên đường á, thì giúp bé gái 5 tuổi gì vậy, thì tình cờ thấy được hai mẹ con đang lạ bộ từ hướng ngã bảy công nghiệp lội về cầu Cần Thơ nè quý vị nhá, để Ngôn xem sao như quý vị nhá. Ồ em đi đâu hả? Cái này phải coi em không được con của em hả? Ủa sao anh thấy em nhỏ xíu mà cái này có con? Dạ, em 28 tuổi. Nhiêu? 28 tuổi hả? Sao anh nhìn em trẻ măng à? Mà cái này là con em hả? Dạ. Mà cô thật thiệt không? Dạ con. Rồi em hiện tại là em đi về đâu? Dạ em về đâu hả? Ở đây là em biết ở đâu không? Hiện tại ở chỗ này nè. Em đi từ đâu về đây? Dạ em đi. Lúc bên kia là ở đâu em ở khúc nào? Đây 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 để mấy anh gắn cái này vô nha. Cho tụi anh trò chuyện tiếng à. Em phải chia sẻ cho mấy anh nghe coi. Ủa xa không? Dạ xa. Nhưng mà có chắc ăn đây là con của em không? Dạ con em. Rồi con em nhưng mà đồ đạc của bé đâu? Hả? Dạ có. Em giờ sẵn về mẹ em chưa? Thì mẹ gì? Em ba hồi... Mẹ em tên là mẹ. Con anh nghe đó là mẹ của bé. Em là mẹ của bé, bây giờ em thẳng về mẹ của em. À, nhưng mà con của em rồi sao bình sữa đồ đâu? Bình sữa rồi đồ đạc của bé đâu? Em... Phải không em, mắm con của ai? Dạ con của em. Đâu mà đồ đồ này rồi sữa đâu? Rồi đồ của em đâu, anh không thấy luôn. Giờ em đang ngắm con đi. Em biết ở khu vực này, ở khu vực nào rồi? Ở đây là ngã bảy Hậu Giang. Nhưng mà từ ngã bảy Hậu Giang á, mà em đi bộ như vậy á, tới Long An á, là gần 200 cây số. Rồi làm sao mà em đi nổi? Em đi bộ mấy ngày rồi? Em ở đâu này? Nhưng mà em nhà em ở đâu em phải biết chứ? Nhà em ở Long An. Không, còn nhà ở đây. Ở đây. Rồi sao mà em xuất hiện ở đây? Dạ, tại vì con nhỏ em nó xuống đây. Xuống đây làm gì? Dạ, nó kêu con đi làm thôi mẹ. Thôi bây giờ như vậy đi, để mà giúp đỡ cho hai mẹ con á, mấy anh đó là người quay phim giúp đỡ cho người nghèo, thì cũng tình cờ á, là gặp được hai mẹ con nè, là đang lạ bộ như vậy nè. Tuy nhiên á, là bé không có nón mãi gì hết trơn, thì không có sữa gì nữa. Thôi bây giờ vô trong mát đi, rồi mấy anh hỏi thăm hoàn cảnh hai mẹ con rồi anh giúp đỡ ha. Bây giờ gì nè, tụi anh sẽ lợi cái đồ không nghe chỗ nào gặp anh đưa đi chỗ đó được không? Rồi để coi hỗ trợ em được gì đều, chứ anh thấy là nhiều quá nha. Tụi anh không có kịp hỏi em. Bây giờ như vậy nè, nếu em nói là thằng bé này á là con ruột của em cho anh hỏi thăm coi bé nó tên gì. Dạ bé tên Mò, màu vàng nhanh mà em chưa có làm giấy khai sinh nữa. Chưa có giấy khai sinh luôn. Dạ, chỉ là kêu là bé Mò thôi. Còn em thì tên gì? Dạ em tên Hồ Thị Ngọc Ánh. Ngọc Ánh nha. Dạ. Em nói em 28 tuổi nhưng mà anh trông em khoảng chừng 17, 18 tuổi à. Không có. Không, tụi anh thấy em trẻ đó. Dạ. Rất là trẻ luôn á. Em có căn cứ không? Có đem theo căn cứ không? Dạ không. Căn cứ em còn nằm ở dưới ấy em làm mà chưa có ấy về. Không có đem theo giấy tờ gì hết trơn. Rồi đồ đạc như vậy luôn. Dạ. Rồi làm sao mà tụi anh tin được đây là con ruột của em? Dạ. Em có ẵm con của ai không? Dạ không, con này con của em anh. Em hai đứa là. Hả? Hai em hai đứa là. Rồi còn một đứa kia ai giữ? Mẹ em giữ. Tại vì chồng em chết. Chồng em đâu? Dạ chồng em ở trồng gà, ở trồng gà dục. Hả? Dạ chồng em ở trồng mồng gà mà nó chết rồi. Cầu mồng gà là tỉnh nào? Dạ tỉnh Long An luôn anh. Ở Long An nha. Dạ. Mà chồng em mất rồi ha. Dạ. Mà em được hai đứa con. Dạ. Là bé kia là ở với bà ngoại. Dạ. Ừ.
Rồi cái này em chắc chắn là con em nha. Con em mình. À, em bây giờ em nói thiệt đi, nếu mà là con của ai á, mà em ẩm á, thì em cứ nói tụi anh đi, rồi tụi anh trở lại rồi xin lỗi người ta, trả người ta thôi. Chứ không có gì đâu mà em sợ. Dạ, con của em mà. Con của em nha. Dạ. Con của em tại sao mà ở đây là ở Hùng Giang, có thuộc về ngã năm đúng không? Ngã bảy Phụng Hiệp. Ngã bảy Phụng Hiệp. Nếu mà con em phải là xách đồ nè. Anh chỉ hỏi em là em đi lộ bộ như vậy đó, rồi em cho bé uống cái gì? Ví dụ con em, rồi con em khát sữa rồi sao? Dạ uống sữa hộp thôi. Hả? Uống sữa hộp. Nhưng mà tiền đâu em mua? Dạ em còn 35.000. Có tiền không? Dạ con. Có 35. Nhiêu? 30.000. 30.000 rồi, thí dụ như anh nghĩ là 30.000 mà chỉ đủ một dĩa cơm của em thôi. Đúng rồi. Rồi làm sao mà mấy mẹ con đi tới Long An nổi? Cái này là em khai thiệt với hai anh nha. Tại vì đó, em biết không, từ ở đây về Long An á là 200 mấy đi cây thôi con. Mà tụi anh đi làm từ thiện nè, mà thấy em lộ bộ á, mà nói con em thì tụi anh không tin. Là con em mà. Bây giờ tên đầy đủ của em là gì? Hồ Thị Ngọc Ánh. Hồ Thị Ngọc Ánh. Dạ. Em ở ấp Mỹ Tây. Ấp Mỹ Tây. Xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Xã Mỹ Lệ, tỉnh Long An. Dạ, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Dạ. Là từ đây rồi em đi xuống đây bằng cái gì? Dạ lúc đầu thì em cũng đi bộ rồi xong rồi quá gian xe xuống đây. Em bây giờ nè, em có nhớ số điện thoại của người thân của em không? Dạ. Nhớ không? Anh tụi anh lấy cái máy à, tụi anh điện xác minh được coi như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi. Em có nhớ số mẹ của em không? Mẹ em hay dòng họ của em cũng được. Chưa. Em nhớ số rồi cho tụi anh đọc rồi tụi anh được. Nha. Chứ tụi anh không có tin em nổi. Tại vì cái đứa nhỏ như chi mà em đi bồng giữa trời nắng mà không có đồ đạc gì hết trơn. Bây giờ em đọc số đi, tụi anh điện trực tiếp luôn nè. 07 nè. Mang em. Không bảy tám. Bảy tám à? Dạ, không bảy tám. Không bảy tám rồi. Dạ, 7011. 558. 558. 558. Cái người đó tên gì? Dạ mẹ em tên Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh nha. Ok, đó ngồi đó chị. Rồi. Như vậy, cái này là mẹ em nha. Dạ. Ừ. Tại lò lớn tại lò lớn biết rồi đi. Mẹ em là làm công việc gì? Là xúc vác đá. Là bóc vác hả? Dạ cô ơi, cô làm ơn cho con hỏi thăm, cô phải cô Nguyễn Thị Hạnh không cô? Dạ phải. À, con gái cô tên gì vậy cô? Hồng Thị Ngọc Ánh. Hồng Thị Ngọc Ánh nha. Là cô cho con hỏi thăm nè. Con gái cô á là có mấy đứa con? Có một đứa rồi sao nó đẻ đứa đã là hai đứa. Là đứa nhỏ này là khoảng mấy tuổi cô? Đứa sau á cô? Đứa sau này mới chừng 7-8 tháng. 7-8 tháng ha. Dạ rồi. Nhưng mà bé tên gì cô? Biết là tôi không có, nó đi lên tôi đâu có gạo vô hộ khẩu, tôi đâu có biết tên vậy. Ờ bây giờ như vậy là cô xác minh là con gái cô là có một bé trai là 7 tháng tuổi ha, khoảng 7 tháng ha. À. Và nói chung á là mấy anh em con á gặp con gái cô nè, đang ở dưới ngã 7 Phụng Hiệp nè cô. Mà hai mẹ con đang đi bộ, hiện tại là trong người không còn tiền luôn. Mà hiện tại là trong người không còn tiền luôn, mà không có đồ đạc gì bận luôn. Rồi cháu nhỏ là cũng không có nón ngải, không có sữa uống luôn cô ơi. Mà tôi nó có trên đây một đứa tôi nuôi trên đây nè. Đứa ở trên đây đứa tôi 2 tuổi. Là con gái cô là giống như là sao mà bỏ nhà đi dữ vậy cô? Trời ơi, đó đó, coi như là con gái nuôi thôi, đó, mẹ nó bán cho người ta, anh cậu hiểu không? Giờ bắt đầu cái người ta quấn đập quá trời, vậy thằng con tôi mới thấy như vậy á, nó kêu hơn mua về nuôi được nó. Dạ. Đó, chứ đâu phải con ruột của tôi đâu, coi như mẹ nó bán cho người ta. Chàng ơi, tội nghiệp với gì cô? Bởi vậy, giờ con tôi phải luôn luôn em mua cho em uống rồi, đâu có tiền ổng nổi đâu, chú hỏi thử nó có phải không?
Dạ. Giờ nó đang ở đâu vậy? Đang ở dưới ngã bảy nè, bây giờ là đang tìm cách đi bộ để mà lên tới Long An về nhà cô nè. Tại lớp này mà chẳng kỳ. Ngã bảy của Hậu Giang á, cô biết ngã bảy không? Ngã bảy Phụng Hiệp á. Không, không có biết đâu. Nói chung là còn khoảng 200 cây số nữa mới về tới nhà cô. Không có biết đâu. Mà bây giờ có thương tình thì nó cho nó đi xe rồi chứ không có biết đâu. Nguyên là tôi đi mặt là muốn anh đọc một dạ rồi, tại vì cô biết sao không, mấy anh em con á là sợ á, là con bé á, là ẩm con của người ta rồi, tại vì con bé nó nói á, là nó không có giấy tờ chứng minh là căn cước đó cô, rồi thằng bé nhỏ này cũng không có giấy chứng sanh luôn. Không, đúng rồi, không có giấy gì với cháu, không có giấy tờ gì đâu á. Dạ, cho nên con sợ là ẩm con của người ta rồi, tội nghiệp người ta, dạ. Ờ, bé nó bắt cóc con ta cái gì. Ừ. Tôi đây tôi làm đầu tôi mua sữa nuôi con á, nghe lời ta thì lấy đứa đầu bỏ tôi nuôi đi quá đi làm nghe lời ta đó dỗ quá. Dạ rồi, thôi bây giờ cô nói chuyện với con gái cô chút xíu đi ha. Dạ dạ. Dạ mẹ ơi. Cái gì? Dạ mấy anh đây cũng đang giúp đỡ con á, là không có tiền về nè. Đi đi đâu xuống đây dưới. Dạ. Đi đâu xuống đây dưới đó anh. Nghe rồi ta đó đi xuống rồi đó, hầu giờ không biết đường, không có tiền, không có về được. Anh cũng nghe lời thôi, cũng đủ đi gì nói. Dạ. Bây giờ cô ơi, thôi như vậy ha. Dạ. Bây giờ nếu mà cháu nó về nhà cùng với con gái cô á, là cô cho vô bình thường đúng không? Dạ, 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 dạ. Như vậy thì để mấy anh em con một chút nữa sẽ hỗ trợ tiền xe cho cháu nó, cho con của cô, con gái của cô á lên xe rồi đi về ha cô ha. Cô yên tâm nha. Dạ. Dạ, dạ dạ. Chứ con thấy bé mà đi không có nón nải rồi không có quần dài áo dài gì hết, tội nghiệp quá cô ơi, đứt ruột quá. Đó bộ mà có. Đấy, nó nghe là ta nó mới tôi đây cũng ổn mà như là con đó. Dạ rồi. Dạ rồi, thôi nói chung á là cô cố gắng yên tâm nha. Con gái của cô á là con bảo đảm với cô á là sẽ có đầy đủ tiền ăn uống cũng như là tiền về xe nghe con ha. Dạ dạ, ở đây đón xe lên Long An chắc chừng 150-200 ngàn à. Dạ dạ, vậy ha cô ha. Dạ rồi, dạ rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ dạ. Dạ dạ, con chào cô. Thì hồi sớm á, tụi anh thấy em lộ bộ á, thì em nói á, là em bị người ta gạt. Là gạt em như thế nào? Dạ, khi em xuống đây là dẫn em đi làm á. Người đó nói như thế nào, em kể từ đầu cho anh. Dạ, nói là giờ hai mẹ con không có chỗ đi, không có việc làm. Xuống đây rồi người ta giữ con, dẫn em đi làm. Nam hay nữ vậy? Dạ, khi em làm quán nhậu nên em không chịu. Làm gì em? Dạ, làm quán nhậu. Cái người kêu em đó là nam hay là nữ? Dạ, nữ. Nữ. Kêu em làm quán nhậu như thế nào, em cởi gõ cho tụi anh được biết. Dạ, kêu em ngồi tiếp khách á. Quán nhậu sao? Nhậu sao em? Dạ, quán nhậu là ngồi vô ngồi tiếp khách á. À, giống như là kêu em. Dạ. Họ ép em hay là sao? Dạ, họ chỉ kêu em vô làm này, mà em không chịu, em mở em đi. Họ có nói là trả ngày bao nhiêu không? Dạ không, ngồi chỉ là làm người ta cho như mình lấy. Mà sao em dễ tin người chứ? Em từ ở Long An em là tới ngã bảy Phụng Hiệp này nè, em biết là từ 200 mấy chục cây đâu phải gần. Họ điện em, họ kêu em làm cái gì đầu tiên nhất em kể cho. Là nói là xuống đây làm gì với em gì đó. Rồi tới chỗ rồi sao? Dạ, tới chỗ em điện hội không được, chứ là giờ kêu xuống đây mới nói là làm quán nháy vậy á nên em không chịu. Quán kiểu như là kêu em. Trời, em những lời em nói có chính xác không? Dạ chính xác. Tại vì tụi anh quay là chia sẻ lên cho mọi người. Dạ. Em đi gì vậy đó, họ có kêu em á mà quán được phục vụ vô gì đó, rồi em không chịu, rồi họ có làm gì em không? Dạ không, thì em chỉ bỏ đi về thôi, người ta cũng nói gì không. Rồi họ có cho tiền em xe chưa? Nhưng mà em cho nói thăm nè, khi em đi xuống đây làm á là phải cũng có quần áo đồ chứ, rồi mẹ dạ. Con không lẽ không có bộ nào?
Dạ không, nói chung là có niềm với cách đồ con của em thôi. Nhưng mà giờ em đi mẫm con em đi bộ, em đâu có sách đùm đùm đề đề rồi sao em lo con em được. Nên em bỏ đồ. Nhưng mà đi. Cũng phải 1-2 bộ rồi, 1-2 bộ đó đâu. Dạ em không có đem theo. Hả? Dạ. Tại không em... lẽ em ở đây, thí dụ như em bằng được đi, rồi 5-3 tháng rồi, rồi không lẽ bằng một bộ, em với con em có một bộ một. Em kể thiệt đi, cái này là người ta nhốt em rồi em trốn ra phải không? Dạ không có. Có? Dạ. Chứ sao mà không còn đồ đạc gì trên người hết? Tại em mẫm con đi bộ nên em không có sắp theo được. Là tụi anh thấy á, là em á, là nói chung là áo dài tay đầy đủ, quần dài hết trơn, nón khăn. Mà tại sao con em á, là tụi anh thắc mắc á, quần cục nè, áo cục nè, cái nón không có nó ngục. Quần tả không? Quần tả không? Em thấy là cái điều này á, là cái điều tội nghiệp cho anh, cái thằng nhỏ này không? Cái thằng nào rất tính. Dạ. Em cho anh hỏi thăm nè, rồi em xuống đây á, như vậy rồi hai mẹ con đi bộ bao lâu rồi? Em không biết, mới đi vậy. Mới đi là hồi nào tới giờ? Từ sáng. Đó. Sáng. Gì chưa? Trời ơi. Em không dám ăn, để dành tiền mua sữa cho con em. Chàng ơi chàng. Rồi hồi nãy mẹ em nói là em là thường xuyên đi, bỏ nhà đi á. Là cái câu chuyện nó như thế nào em kể cho anh chứ gì? Dạ, giống như là mẹ em thì đi làm cực khổ, em thì không có ai lo hết. Rồi con cái em nữa. Nên em với mẹ em không có hợp nhau, mẹ em hay chửi. Mẹ em hay la em. Dạ. Là dạng như là bực bội là tại vì em không có nghe lời mẹ đúng không? Dạ. Ừ. Mẹ nói đã không khổ rồi còn làm khổ mẹ nữa. Con cái mẹ cũng làm khổ. Mẹ em ha. Anh cái đẹp đi giống má cái cá vô bao á rồi đi lên cho mấy ông vợ ông chở đi nha. Rồi em đi như vậy em thấy mẹ em rầu lo tội nghiệp mẹ không? Em thấy là em đi hoài gì nè. Rồi mẹ em, tụi anh mới điện á, mẹ em nói rất là thương em. Mà ví dụ em, anh hỏi thôi, ví dụ mà gặp tụi anh đó thì đó, còn gặp những cái người kẻ xấu nữa rồi em suy nghĩ như thế nào? Được. Nói chuyện em nè, em có thương mẹ em không? Dạ, em thương. Thương rồi sao em làm vậy? Em có tội nghiệp cho mẹ em không? Dạ, em biết chứ. Bởi vì mẹ anh thương cho em tiện về ở với mẹ. Thương. Nhưng mà em đi như vậy á, rồi em có suy nghĩ tới mẹ em á. Ngày đêm là phải gầu lo cho em nè. Rồi không biết em á là đang ở nơi nào, có ăn cơm được hay không? Rồi em có nghĩ đến điều đó không em? Em đi xa như vậy, cái lúc khổ cực đó em có khi nào em nhớ mẹ em không? Có không? Em ơi, hồi nãy em nói năm nay là em đã là 28 tuổi rồi. Em cũng biết được cái cuộc đời mình nó khổ như thế nào rồi. Mẹ em nói em chỉ là con nuôi đúng không em? Dạ. Em có biết câu chuyện đó không? Dạ, mẹ có kể. Mẹ có kể cho em nghe ha. Nhưng mà anh không hiểu vì sao á mà em lại bỏ nhà đi gì. Em kể lại cho anh với quý vị khán giả được biết đi. Mẹ em làm khổ lắm, em thì có con mà không có chồng, không có ai phụ lo hết. Giờ mẹ em á phải nai lưng ra đi xúc từng bao cát của đá nuôi mấy mẹ con này nữa. Chứ đâu phải mẹ em nuôi hai đứa con em nữa đâu. Vậy anh em có hai người anh mà người anh ba thì ở chung mà vợ cũng bỏ đi để hai đứa con lại mẹ em cũng nuôi nữa. Coi như là em thấy mẹ em khổ quá rồi em sợ mẹ em cực khổ em cho nên em đành đi như vậy nha. Em như vậy nè, cho anh hỏi nè, em nói là hiện tại em sống ở trong cái gia đình đó của mẹ em là có mấy người anh hả? Dạ hai người anh, một người anh hai là vợ riêng, còn anh ba thì ở chung. Mà em nói thiệt anh nè, dạ. Trong khi đó trong nhà đó đó, mấy cái người đó có động tay động chân với em không? Dạ, không. Có thương em không? Dạ thương. Thương em mà tại sao em bỏ nhà đi? Tại vì mẹ em làm khổ lắm, mẹ em làm gì mệt là mẹ em hay chửi, mẹ em hay la lắm. La em hả? Dạ. Với lại em còn em thấy mẹ em vậy, mẹ em lo em rồi phải lo thêm bốn đứa nhỏ nữa nên em
cái hoàn cảnh của em á là em có chồng rồi, nhưng mà chồng em hồi nãy em nói là mất rồi đúng không? Dạ. Rồi ví dụ bên chồng em á có nhà có cửa gì không? Dạ có, nhưng mà không có ngó ngàng tới. Không có ngàng tới là dạ. Sao em cởi từ lâu, từ lúc là mà em sanh đẻ là mẹ em lo hết. Điện. Cấp em đi sanh là mẹ ruột em lo. Dạ mẹ ruột em đi nuôi, mẹ em tiền này nọ là mẹ em phải chạy đi mượn nợ mẹ em cho em đẻ. Rồi em nghe lời người ta, em đi lên tới đây đặng đi làm, dạ. Đặng phụ giúp cho mẹ đúng không? Dạ. Nhưng mà không ngờ lên đây mẹ người ta kêu mình là làm kêu bằng là tiếp viên, dạ. Có ghi ơn. Em biết mà ở đây đó em dự định là lội về tới nhà đó là em biết cỡ mấy bao nhiêu ngày không? Em lội không phải là phần nữa. Tại vì 200 mấy chục cây lội bộ đâu phải dễ đâu em. Trong khi đó em không biết đường. Tội là cái thằng nhỏ đó đó em. Ừ. Em đi bộ như vậy là anh thấy là tội cho cái thằng nhỏ đó em. Dạ. Em cho nói thăm nè. Rồi sao em không xin vô công ty đồ ở Long An đó? Thì anh được biết là ở đó khu công nghiệp rất là nhiều mà. Ở Đức Hòa, Đức Huệ đâu đó. Thì dạ, em thì không định làm công ty, em chỉ là định đi bán vé số thôi. Sao em không làm công ty? Dạ em đi bán vé số thì chưa em mới có về thời gian em giữ con, em phụ mẹ em nữa. Định bán vé số nha. Dạ. Nhưng mà công ty sao em làm không được? Dạ em đi làm công ty thì tối về nhà em đâu có ai giữ nổi bốn đứa nhỏ đâu anh. À, cho nên em không có thời gian để mà đi làm. Rồi người bạn lúc đầu á, cái bạn nữ đó đó kêu em xuống đây nè, là người bạn nó quen ở đâu? Dạ quen trên đó. Dạ lúc trước thì người bạn nó cũng chơi chung với em ở trên đi làm công ty chung á. Em nha. Rồi bây giờ rủ em xuống đây làm. Nhưng mà sau khi em biết được cái môi trường làm việc nó như vậy, dạ. Cho nên em sợ em không dám làm. Dạ. Rồi bây giờ là em liều mình em lội và đại về luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em hoàn toàn là không biết đường đi gì hết, em cứ lội đại hay sao? Dạ em không biết đường đi, em lội đại có gì em hỏi thăm em cũng biết. Cái lúc trước á, khi mà em ẵm con em xuống đây nè, dạ. Em đi bằng cách nào? Dạ thì em cũng lội bộ ra tới bến xe. Dạ rồi cái nhà xe mới chỉ cho em là cho em Quá Giang. Cho Quá Giang? Dạ. Nhưng mà em chỉ biết điểm đến ở đây chứ em không biết địa chỉ ở đây là ở đâu. Ơi rồi tới đây là cái bạn đó là làm sao em liên hệ với cái bạn đó mà bạn đó để rước em là tới cái chỗ làm? Dạ thì tới đó thì bạn nó kêu xuống ngay đó đi rồi rước. Trời ơi, rồi khi em đi như vậy bạn em không lẽ không cho em tiền để em về xe? Không cho đồng bạc nào luôn. Kêu em là ở đây làm mà không có lại làm, không muốn về thì đi về đi. Chứ không cho tiền. Giống như là em đã không làm việc là họ không còn thích em nữa. Dạ. Họ kêu em mặc kệ hai mẹ con. Có đói gì cũng kệ luôn. Trời ơi, trời. Em từ Long An đó, em lên đây làm mới có bữa hay là mấy ngày nay rồi? Dạ 2 ngày á. 2 ngày. Rồi em ở đâu 2 ngày nay, em sống ở đâu? Em để cho anh nghe. Dạ bạn nó chở em lên trên kia kìa, không biết là ở đâu. Ở chung trọ hay sao? Dạ không, ở trong quán nữa. Không quán. Ở trong quán là môi trường nó phức tạp lắm hay sao? Dạ, như là kêu em là đem con em đi chỗ khác gửi đi. Em không chịu, vậy em không chịu làm rồi em về. Đúng rồi, chứ em làm cái quán đó mà em ẵm con theo thì sao mà được. Ai mà chịu. Rồi em cho anh hỏi nè, thì em dự định đó, ở đây đó, em đi về nhà em á, rồi em định sau này, cái công việc sau này em làm cái gì nuôi con em, để cho anh nghe. Dạ em thì em tại em không có tiền, mẹ em cũng khổ nên em không biết làm gì hết. Nhưng mà em rất muốn đi bán số để phụ giúp cho mẹ. Đi bán xong rồi về còn giữ con, giữ chú cháu phụ mẹ nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy á, anh nghe em kể á, là mẹ em á, là một người á, là đi làm bốc vác, là xúc đá xúc cát. Dạ. Là nắng mưa đồ rất là cực khổ luôn. Dạ, 3-4 giờ kia là mẹ em phải đi rồi. Ừ, mà trong khi đó là công việc nhà cửa là không có người lo. Dạ. Thì anh nghĩ rằng á, nếu mà em tranh thủ em kiếm vừa đủ cái khoản tiền mà lo cho con em á, dạ.
rồi em dư thời gian đó em tiếp mẹ em nấu cơm nấu nước, hoặc là quét nhà lau dọn nhà đâu. Như vậy có thể là mẹ em đỡ một phần nào cơ cực trong cái cuộc sống này. Chứ còn anh thấy em bỏ nhà đi như vậy á thì lại làm cho mẹ em lại càng khổ thêm, gầu lo cho em chắc anh nghĩ là ăn cơm không vô đâu. Rất là khổ luôn khi mà người con gái mình nuôi cho tới lớn rồi mình nói không nghe lời. Có khi nào em cảm thấy em hối hận vì những việc làm của em không? Dạ có, nhưng mà bây giờ em không biết sao, nếu mà em về mà em không có việc làm gì hết còn báo mẹ em thêm thôi. Em sợ là mẹ em lo ha. Dạ. Rồi em không dám về luôn. Dạ. Rồi cứ đi như vậy rồi mẹ con nhịn đói hoài vậy sao? Hồi đó giờ em đi bao lâu rồi? Dạ mới lúc thành mới ruộng hai mấy. Dạ. Hồi đó giờ em đi bao nhiêu lâu rồi? Dạ em sanh mày là em đi 7 tháng nay rồi. Dạ. Rồi 7 tháng nay em sống như thế nào? Dạ có thì ăn, không có con em nhiều lúc muốn lả. Rồi ngủ sao? Ngủ thì sao? Dạ. Cái trước thì cũng có người cho người ta cho em ở thì trong cái chồng chồi á. Sao này người ta lấy chồi rồi? Trời ơi trời. Chồng à? Cái chòi giống như là ta giữ giường rồi ta cho em vô ở đỡ nha. Ta thương hai mẹ con thôi. Thôi bây giờ như vậy đi, hồi nãy anh cũng đã điện báo cho mẹ em hay rồi đó. Thì chắc chút nữa mấy anh hỗ trợ cho em á. Để mà cái số tiền á mà em đón xe cũng như là ăn uống dọc đường về đến nhà ha. Rồi sau khi về đến nhà thì anh sẽ gọi cho mẹ em, cũng như là anh xin cái số điện hồi nãy đó, anh sẽ giữ liên lạc. Và sau này mấy anh em anh sẽ cố gắng tìm cách giúp đỡ cho hai mẹ con nha. Thì nhân dịp coi như là trong ngày hôm nay nè, thì em cũng đã gặp được mấy anh đó, cũng như là gặp được quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân. Thì anh không biết rằng em có cái ước mơ hay là có cái mong ước gì không? Dạ ước mơ giờ để em có một số vốn nè, đi bán cái số làm hết ở nhà nuôi con, hay với lại về có thời gian phụ mẹ em việc nhà. Chỉ ước mơ như vậy thôi. Dạ. Hồi nãy anh nghe em nói á, mẹ em nói với em á là hồi nhỏ là cha mẹ em bán em á, rồi bán em lúc đó là mấy tuổi em? Dạ bán đó lúc đó là em 2-3 tuổi, nhưng mà chân cẳng em là tay chân là em không có đi được, lúc đó là em bị tật. Về mẹ em phải mua cho em 650 chai thuốc bổ xương, rồi sau này em mới đi từ từ được. Dạ nên hiện tại bây giờ chân cẳng em cũng yếu lắm chứ không được như người chai ta. Thuốc bổ xương mà 600+ chai nữa. Dạ. Trời ơi, mẹ em thương em đến cả đó đó. Mà trong khi đó là chỉ là mẹ nuôi thôi đó. Dạ. Mẹ em nói vì sao mà ba ruột của em và bán em cho mẹ ghẻ em như thế nào, em nhớ đoạn nào? Dạ. Ba là lúc đó ba ruột của em thì bị tai nạn nằm ở trong bệnh viện, còn mẹ em thì còn một đứa em nhỏ nữa. Mẹ em nói là nuôi em không có nổi nên mẹ mới bán lại cho người khác, là bán lại cho người khác ở trên Tây Ninh thôi. Mà gia đình đó mới quýnh em á, thì hả hai chân hai tay em không có nhúc được luôn. Trời ơi. Rồi sau này anh hai em đi chơi mới có nghe người ta nói gì đó, anh hai mới về là kêu mẹ ơi có con bé đó nó tội nghiệp lắm, mẹ mua về mẹ nuôi đi. Mẹ mới nghe lời anh hai em mới đi lên tới trên Tây Ninh là mua em về, là mua lúc mà ẩm em lên tay là vô cục là thả em xuống em sủi lơ luôn, tay chân em không có đứng được, không có làm gì được hết. Nên ba mẹ về nên ba mẹ mới mua thuốc cho em uống. Là cha mẹ ruột của em dùng tay dùng chân với em đến nỗi mẹ em đi. Dạ không có, ba mẹ ruột em bán lại cho người khác, người nhưng khác mà mới bán lại cho ba mẹ nuôi. À, dạ. Bán qua hai lần. Dạ. Cái hoàn cảnh của em sao mà nghe nói chớ chiều quá. Cuộc đời của em thấy khổ quá. Còn hiện tại bây giờ đó là em thấy là lộ bộ đi về Long An. Ví dụ mà không gặp tụi anh rồi đó em như thế nào, em định lộ hoài luôn. Em đi lộ tới đâu hay tới đó chứ giờ không biết sao nữa. Em thì không sao nhưng mà tội nghiệp bé không? Sợ nhỏ thì em đi như vậy đó, rồi em có điện cho mẹ em hay không? Em đi về á? Dạ em không tiền bạc, sáng giờ cũng dám điện, hồi nãy em mới cho số điện thôi chứ không có cái gì tiền bọc gì để điện. Dạ. Chị nghe thấy thương quá. Khổ quá. Thôi như vậy đi,
bây giờ để Thạch Trúc á sẽ hỗ trợ cho em tiền xe á, yeah. Sẵn ngồi ở quán nước nè, yeah. Rồi em đón xe rồi về ha, yeah. Nhớ mua sữa cho con uống nha em nha, yeah. Tụi anh đón xe cho em lên xe rồi tụi anh mới đi về, yeah. Còn nhiều thì Thanh Trúc với Ngô bữa nay đi trên đường làm từ thiện á thì gặp một cái em gái đang bồng cái đứa con thì nghe nói là lội bộ á là về Long An, cái sự việc mà em lội bộ về Long An có đúng không em? Dạ đúng rồi. Mà cái này là chính xác là con của em ha, dạ. Thì mấy anh quay lên và chia sẻ. Và thứ hai nữa thì Thanh Trúc với Ngô á thì cũng có một cái phần riêng thì gửi tiền cho em để em về xe ha, dạ. Mà hai anh chắc tính nhất về Long An chắc có tầm 200 ngàn thôi phải không em? Thì tụi anh gửi cho em 500, yeah. Thì chút xíu á hai anh sẽ chở em lại bến xe và cho em bắt xe về rồi tụi anh mới về ha, yeah. Rồi nè, yeah, cảm ơn em. Cái phần duyên của hai anh á, yeah. Đây sắp tới đừng có lộ bộ nữa, tại vì lộ bộ như vậy á là thứ nhất á là mẹ của em nè là lo, và thứ hai nữa tội nghiệp cái thằng nhỏ lắm. Bây giờ em nói thiệt anh đi, yeah. Người ta điện em gạt em lên đây á, yeah. Rồi người ta kêu em làm cái gì, có làm dữ không em kể cho, yeah, không có làm dữ nhưng mà kêu em muốn không kêu làm thì đi về thôi à. Thôi kêu em làm cái gì? Dạ rồi làm trích viên. Làm chiên à, kiểu như bán quán sao? Dạ quán nhậu anh. Kêu bị ôm vậy đó hả? Dạ. Cái đó là kêu em lên đây, dụ em lên đây rồi em không làm, dạ. Em bộ về. Dạ. Yeah. Rồi. Cái biết sao thì nói chung á ngày hôm nay á mấy anh nó gặp em mà chỉ là dọc đường thôi. Yeah. Cho nên là cũng chưa có giống như là đặt trọng niềm tin vào em. Yeah. Thì trước mắt á là tụi anh đặt bài giúp đỡ như vậy. Yeah. Rồi khi mà em về tới nhà đi. Yeah. Rồi sau này á tụi anh có ghé thăm nhà em á. Yeah. Và xác thực lại một lần nữa cho chính xác. Yeah. Thì lúc đó là tụi anh sẽ cố gắng tìm cách giúp đỡ cho hai mẹ con thêm, dạ. Nha, dạ. Chứ tạm thời trước mắt thì mình chỉ giúp đỡ như vậy, dạ. Được thôi, dạ. Nha. Dạ thì tạm thời Thanh Trúc á, chứ Ngôn thì giúp đỡ cho em ở đây là 500 để đóng tiền xe và ăn uống và sữa cho cháu ở đây. Thì thứ hai á, Thanh Trúc chứ Ngôn hồi sớm có điện thoại á thì hỏi mẹ bé thì chính xác là cái người con gái này là cái thằng bé này là con của cái em này nghe cả nhà. Thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cả nhà. Chứ họ không đưa mình trước hả? Dạ không. Sao kỳ vậy? Em không biết, người ta nói đặt vé vậy. Ờ. Người ta cứ có ngồi đặt vé. Ờ, thôi như vậy đi. Dạ. Thôi mấy mẹ con ở đây ha. Rồi còn khoảng 45 phút nữa đó. Nếu mà có đói bụng đồ á thì bên này còn cần lộn được có đồ ăn đó. Đâu em đã hồi sớm á, anh đưa cho em là 500 đúng không? Dạ. Sao? Cho em chưa đưa tiền. Chưa có lấy tiền luôn anh. Người ta nói là giặt vé là bây giờ ngồi đợi là năm lấy vé. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi ông cho hỏi cái đi. 5 ngàn nha. Rồi bây giờ tụi anh đưa cho em 500, dạ. Ha. Thì ăn uống là còn 300 mấy đó, dạ. Anh nghĩ chắc cũng tới nhà rồi, dạ. Ha. Rồi cố gắng nha. Ủa? Sao anh ấy? Sao chút? Ủa tại sao mà em không chịu đi chuyến này? Dạ. Chị nói tại sao em không đi chuyến này? Em nói thấy mang phim lên đây. Không sao, sao đi chuyến này đi. Em đi chuyến này đi. Em đi chuyến này cho anh đi. Trời ơi, lộ bộ ở đây mà không gặp mấy anh đó, để em lộ bộ về tới Long An đó là thua. Chút xíu đó, con mua sữa cho con em nha. Tại vì hồi sáng bây giờ là có ăn uống gì chưa? Chút nữa xe chạy khoảng chừng nửa tiếng, tiếng thì là có ghé chạm ăn rồi. Rồi em ăn nha. Rồi. Thôi mấy anh về nha. Đừng hẹn cả nhà video tiếp theo ạ.